Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 15 tháng 9 của Đài Sanh Vina. Bản tin trưa này sẽ có những nội dung chính sau. Đón tiếp và làm việc cùng lãnh đạo BSA và Saudi Global Board. Chia sẻ bài học kinh nghiệm về chất lượng và ESG. Cơ sở đảng Đài Sanh Vina kết nạp hai quần chúng vào hàng ngũ của đảng. Sau đây là nội dung chi tiết. Hai lãnh đạo của BSA và SDB đã có chuyến thăm tại Đài Sanh Vina để kiểm tra tiến độ thi công dự án SDB 8 cấu trục RTRC mà đơn vị này đã đặt hàng vào tháng 3 năm 2016. Trong chuyến công tác đến Đài Sanh Vina lần này, ông Lee Chen-yong, CEO BSA khu vực Trung Đông Nam Á và ông Anderson Goh, CEO Saudi Global Board đã đến thăm và làm việc cùng lãnh đạo công ty liên quan đến tiến độ và quy trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm cho dự án SDB 8 cấu trục RTRC lần này. Hai vị lãnh đạo BSA và SDB đã được Tổng Giám đốc Yong In-jung, Phó Tổng Giám đốc Kim Yong-su, trưởng phòng Sales Marketing và lãnh đạo nhà máy MHS đón tiếp trang trọng tại văn phòng chính. Tại đây, hai bên đã có dịp bàn thảo về tiến độ dự án và nâng cao sản xuất cấu trục của Đài Sanh Vina hiện nay. Tại buổi làm việc, ông Lee Chen-yong và ông Anderson Goh đã dành phần lớn thời gian đi thực tế, giám sát quá trình sản xuất và kiểm tra chất lượng các công đoạn lắp ráp, chế tạo tại nhà máy MHS và tại cảng. Dự án SDB được ký kết vào tháng 3 năm 2016 liên quan đến việc cung cấp 8 cấu trục RTRC với tổng trọng lượng 1.320 tấn và hiện đã được nhà máy MHS hoàn thành 95% công đoạn chế tạo và 20% công đoạn lắp ráp. Theo kế hoạch, dự án này sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2017. Nhằm ngăn ngừa việc lặp lại của một số lỗi chất lượng và an toàn, bộ phận BI đã tổ chức buổi chia sẻ mang chủ đề QR-EHS bài học kinh nghiệm dành cho quản lý người Việt. Buổi chia sẻ diễn ra vào chiều ngày 7 tháng 9 tại hậu trường văn phòng chính, đã có sự tham dự của 131 quản lý sản xuất có chức vụ từ quản đốc trở lên. Tại buổi chia sẻ, Giám đốc khối quản lý chất lượng Lee Min Hyeong và trưởng đội EHS Park Yong Hak đã điểm lại một cách tóm lược một số lỗi chất lượng và an toàn đã xảy ra trước đây mà các lỗi ấy đáng ra chúng ta sẽ không phải đối mặt nếu mỗi người có được tư duy an toàn, chất lượng và tự ý thức được tầm quan trọng của hai vấn đề đó. Phát biểu tại đây, Phó Tổng Giám đốc sản xuất Kim Yong-su nhấn mạnh rằng buổi chia sẻ không phải nhằm chỉ trích bất cứ cá nhân nào mà là dịp để chúng ta nhìn lại những điểm chưa làm được và cần cải thiện. Phó Tổng Giám đốc Kim Yong-su cũng đồng thời mong muốn mọi người cùng nhau chia sẻ những khó khăn hiện tại, đồng lòng cùng nhau tìm ra những phương pháp ngăn chặn rủi ro và tìm giải pháp tối ưu nhất để nâng cao chất lượng và an toàn. Trọng tâm của buổi chia sẻ xoay quanh chủ điểm làm đúng ngay từ đầu, first time right, đối với chất lượng và quan sát trong một vòng tròn, one cycle observation, đối với an toàn. Mọi thứ đều phụ thuộc vào tư duy, thái độ và tinh thần trách nhiệm của mỗi con người. Tại đây, phương pháp trực quan hóa tất cả các loại công việc, công đoạn, tiến trình cũng đã được khuyến khích áp dụng để giảm thiểu lỗi và nâng cao chất lượng của tất cả các hoạt động, chứ không chỉ riêng chất lượng và an toàn. Sau một thời gian bồi dưỡng, hai quần chúng ưu tú Bùi Xuân Trường và Lê Xuân Diễn đã chính thức trở thành đảng viên sau lễ kết nạp diễn ra vào ngày 8 tháng 9 vừa qua. Lễ kết nạp diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục điều lệ đảng dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thơm, bí thư chi bộ, cùng sự tham gia của 28 đảng viên chính thức. Để vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng, đồng chí Bùi Xuân Trường MHS và Lê Xuân Diễn HRSG đã không ngừng phấn đấu và tu dưỡng rèn luyện theo lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời được chi bộ và quần chúng tín nhiệm cao. Đây là hai trong số 25 quần chúng ưu tú đã được học tập lớp nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại TI từ năm 2011 và được đảng viên chính thức kèm cặp sau đó. Phát biểu tại lễ, đồng chí Trần Thơm, bí thư chi bộ đã chúc mừng hai đồng chí được kết nạp trong đợt 1 năm 2016 này và bày tỏ mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy năng lực để cùng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Trường và Diễn đã tuyên thệ lời thề của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh. Hiện nay, chi bộ đảng Đài Sanh Vina có 38 đảng viên,
trong đó có 38 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị. Trong kinh doanh, chất lượng là yếu tố tiên quyết, quyết định thành bại của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Đó là những gì mà clip sau đây muốn nhắn gửi. Mình đúng là có khả năng trời phú. Mỗi một bức vẽ, mình hoàn thành trong vòng chỉ chưa đầy một ngày. Bức này bao nhiêu tiền hả anh? 2 triệu anh ạ. Cao thế, trông nó có gì đâu. Tôi chỉ thích nó ở cái dở dang thôi. Chưa hẳn là một bức tranh hoàn thiện. 1 triệu được không anh? Thôi được, mở hàng tôi bán cho anh. Ồ, bên kia cũng có hàng tranh. Mình thử sang đó xem. Cũng được đấy. Ông chủ, cho hỏi bức tranh này bao nhiêu vậy? 7 triệu. Còn bức bên cạnh thì 10 triệu. Anh chọn bức nào? Trời, sao đắt thế? Mình đúng là bán hớ mất rồi. Bức này giá bao nhiêu thế? 7 triệu anh ạ. 7 triệu á? Tranh có gì đặc sắc đâu mà đắt thế. Ơ này, không mua nữa à? Làm ăn chán quá, cả tháng trời mà mới bán được có một bức. Sao cửa hàng bên đó bán đắt như thế mà vẫn đông khách nhỉ? Chào anh, tôi là chủ cửa hàng tranh đối diện bên kia. Thế cửa hàng anh buôn bán có tốt không? Ế ẩm lắm anh ạ. Thế anh vẽ một bức trong bao lâu? Tôi cứ mỗi ngày một bức. Thế thì làm gì chẳng ế ẩm. Hãy thử dùng 1 năm để vẽ một bức tranh xem. Anh sẽ chỉ mất 1 ngày để bán nó thôi. Cho tôi mua bức này. Mình vừa mới treo lên thôi mà. 10 triệu đấy ạ. Anh có lấy không? Trông nó đầy tính nghệ thuật. Dù có đắt mấy tôi cũng mua. Dạ được. Ông kia nói đúng thật, đúng là lên bục 1 phút, đèn sách 10 năm, thành quả lúc nào cũng ứng với công sức bỏ ra. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn cùng theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa của Dusan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn cùng truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Vina DVTV V7N71. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusan Vina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Dusan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.